Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình sẽ hướng dẫn cho tất cả anh em tham gia chương trình AirGroup ăn chia tổng giải thưởng đến 100.000 token cần Avat nha các bạn. Một token cần Avat này đã list trên sàn Binance giá khá là cao. Hôm trước mình có làm dự án nó đã về 0.7 mà bán được 2 đô gửi các bạn. Để tham gia giá hôm nay các bạn list phần link mô tả của mình, các bạn copy nha tất cả các bạn. Hoặc các bạn copy không được thì các bạn vào kênh trailer của mình có để cái phần link mô tả nha các bạn. Rồi các bạn chỉ việc bấm vào một chữ đáp này các bạn. Sau khi các bạn bấm chữ đáp thì dán cái phần link các bạn copy vào rồi các bạn ấy các bạn. Đây thì mình đã gì mà đã dán gọn người ta các bạn. Sau khi tất cả các bạn dán vào là tự động nó connect với tất cả các bạn nha các bạn. Khoan. Nè bạn. Mời tất cả Navas này bạn. Đã chạy qua cặp ETH này bạn. Khá là ngon các bạn. Sau khi các bạn connect xong các bạn nhấp vào ba gạch bên cùng nữa các bạn sẽ thấy cái địa chỉ dưới của mình nữa các bạn. Chỉ chương trình AirGroup này chỉ có là nhiệm vụ như thôi các bạn. Đây thì mình hướng dẫn các bạn lấy link ghép để chia sẻ bạn bè và người thân nữa các bạn. Khoan các bạn. Tiếp vô đây. Để mình kiếm cái mục tiếng ghép cho các bạn mà. Lộn, không phải mục này. Các bạn nhấp vào ba gạch bên cùng nữa các bạn. Rồi các bạn nhấp vào cái dòng thứ ba nha các bạn. Để mình kiếm cái liên ghép cho tất cả các bạn nha các bạn. Ok, đây là cái liên ghép của bạn gì vậy? Copy. Đây không phải liên ghép đâu. Khoan các bạn chờ một chút nữa. Các bạn nhấp vào từng dòng nữa các bạn. Khoan. Trời ơi các bạn gì nhấp vào dòng thứ hai các bạn copy các bạn. Hồi nãy cái máy dung lượng mình nó lót yếu nên nó không có hiện cái link ghép ra, hẹn chi mình kiếm hoài không gặp. Thì các bạn chỉ việc copy link ghép này chia sẻ cho bạn bè và người thân nha các bạn. Chương trình AirGroup này mỗi người sẽ nhận được 10 token Avat nè các bạn. Có khoảng ba mấy đô các bạn, ba mấy 40 đô các bạn. Vậy video mình đây cũng kết thúc nha các bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.